Xin chào tất cả các bạn, quay lại với kênh YouTube CEO của Mỹ Anh. Hiện tại thì Mỹ Anh chia sẻ với video clip này với một chủ đề vô cùng quen thuộc và thực sự nó đang rất cần lúc này, đó là bạn cần làm gì với đại dịch Corona hiện tại với đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì thực sự Mỹ Anh chia sẻ rằng là chúng ta đang thực sự nóng lên từng ngày với số lượng ca tăng lên, và chúng ta đang chấp hành những cái yêu cầu của chính phủ cũng như là Bộ Y tế theo từng giây phút luôn, là từ cách ly cho đến vệ sinh cho đến tự phòng và tự cách ly cũng như rất là nhiều thủ tục. Thì các bạn sẽ đâu đó, Mỹ Anh biết sẽ không có thể nào tránh khỏi việc nó làm cho các bạn trở nên hoang mang và lo lắng. Thì ngày hôm nay Mỹ Anh chia sẻ cho các bạn những cái cách rất là đơn giản để giúp cho các bạn có thể vượt qua những cái trạng thái tâm lý lo lắng đó, mà bạn hãy giúp tổ quốc của chúng ta bằng cách lúc này, đó là bạn hãy sống vui, sống khỏe và sống có ích. Chính là cách mà bạn sẽ giúp tổ quốc của mình vượt qua dịch bệnh rất là nhanh. Bởi vì bạn sẽ là người chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh, chứ bạn không phải là người bị động. Khi bạn có trạng thái lo lắng, sợ hãi, hoang mang thì bạn là người bị động rồi các bạn ạ. Khi bạn có trạng thái thực sự bình an để tiếp tục những cái nhịp sống của mình nhưng vẫn góp phần vào việc phòng chống dịch bệnh thì bạn sẽ là người đang bình an và bạn đang giúp tổ quốc của mình. Thì thực sự Mỹ Anh cũng như toàn bộ hệ thống kinh doanh của Mỹ Anh và toàn bộ gia đình bạn bè cũng đã được nhận một cái bài chia sẻ giá trị của Mỹ Anh trong một lúc kín. Đó là kỹ thuật thứ nhất là chúng ta cần phải sống vui, sống khỏe và sống có ích. Sống vui nghĩa là chúng ta sống với hiện tại, chúng ta đang được hít thở, chúng ta vẫn còn sống từng mỗi ngày như thế này, đó là một điều rất hạnh phúc rồi. Trên thế giới bây giờ hiện tại cái lượng ca tử vong rất cao, vậy chúng ta đang sống trong ngôi nhà của mình bình yên như thế này thì điều đầu tiên bạn cần phải vui cái đã, và tin tưởng tuyệt đối vào nhà nước của chúng ta, tin tưởng tuyệt đối vào Bộ Y tế của chúng ta, tin tưởng tuyệt đối vào khả năng quản lý và điều hành của Đảng và nhà nước. Thì đó là hai cái yếu tố Mỹ Anh chia sẻ. Thứ nhất là bản thân mình sống vui, sống khỏe, sống có ích. Thứ hai là tin tưởng tuyệt đối vào nhà nước, Bộ Y tế và Đảng. Cái thứ ba chúng ta cần làm ngay lúc này, đó là chúng ta phải có thêm một vài kỹ thuật như là thiền. Thiền nó sẽ giúp cho các bạn trở nên bình tĩnh hơn, tĩnh tâm hơn, và bạn biết chấp nhận sự thật và tìm một cái phương án đi nó bình an hơn. Và bạn có thể tập thiền vào buổi sáng, hoặc là bạn đọc sách để bạn quên đi những cái thông tin bên ngoài và bạn sống vui, sống khỏe. Cách thứ ba mà Mỹ Anh chia sẻ bạn có thể biết thêm được về một cái kỹ năng nữa, đó là khiêu vũ cùng Corona. Thì đây là một trong những kỹ năng mà Mỹ Anh đã chia sẻ cho đội nhóm của Mỹ Anh cũng như là những người follow Mỹ Anh, và họ đã đạt được cái điều này. Mỹ Anh cảm thấy rất là happy vì điều đó. Corona nó như là một nỗi sợ đang ập lên đầu của tất cả mọi người. Vậy làm bằng cách nào để chúng ta có thể đi song song cùng nó, hoặc thậm chí chúng ta ôm vào nó, chúng ta sát vào nó nhưng chúng ta vẫn không hề sợ hãi, đó là cách mà chúng ta khiêu vũ, được chưa ạ? Vậy thì chúng ta hãy coi như Corona là một vật thể nào đó chúng ta có thể ôm được vào lòng. Và bây giờ chúng ta hãy bật lên một bản nhạc mà chúng ta yêu mến, để rồi bây giờ Corona đi tới đâu thì chúng ta sẽ đi tới đó. Corona đi tới đâu thì chúng ta sẽ đi tới đó. Ví dụ hôm nay là bao nhiêu ca chúng ta đi bấy nhiêu ca. Ngày hôm nay yêu cầu chúng ta cách ly thì chúng ta sẽ cách ly, yêu cầu chúng ta ở yên trong nhà chúng ta sẽ ở yên trong nhà. Và cứ như vậy Corona đi tới đâu chúng ta đi tới đó. Và cứ như vậy bạn sẽ hãy khiêu vũ cùng với Corona, du dương trên cái bản nhạc mà bạn thực sự yêu mến đó, cho đến một lúc Corona nó mệt, nó đi nhiều quá nó mệt cả nhà ha, thì nó sẽ tự động rời bỏ chúng ta đi. Và chúng ta lúc này vẫn tràn đầy năng lượng vì chúng ta đang được khiêu vũ với chính bài nhạc mà mình yêu mến. Và thêm một điều nữa là khi chúng ta khiêu vũ như vậy thì một lát chúng ta sẽ quên đi là chúng ta đang ôm lấy con Corona đầy sợ hãi, mà bạn sẽ cảm thấy thật kỳ thú vị khi mà bạn đang đi cùng những nhịp sống như vậy. Và bạn cảm thấy là mình cần phải nghiền ngẫm hơn, rồi sống chậm lại hơn, yêu thương hơn. Đó là những bài học mà Corona cho chúng ta. Vậy thì các bạn sẽ thấy rằng mình cần bình an ngay lúc này, mình cần cùng với tổ quốc để vượt qua dịch bệnh, đó là bản thân mình phải bình an, phải thực sự tỉnh táo và thực sự sống có vui, sống ích và sống khỏe, để mà cả đất nước của chúng ta cùng nhau góp sức vào vượt qua dịch bệnh, được không ạ? Vậy đó là những cách mà Mỹ Anh đã giúp cho bản thân Mỹ Anh luôn tràn đầy năng lượng, giúp cho con cái Mỹ Anh lúc nào cũng vui vẻ, giúp cho ông xã Mỹ Anh cũng cảm thấy thoải mái khi ở nhà, mặc dù là không đi ra khỏi nhà nhưng không có bị bức bối, không có bị gò bó, vẫn luôn luôn đầy ắp tiếng cười. Và Mỹ Anh cũng giúp đội nhóm của mình như vậy. Thì Mỹ Anh sẽ hy vọng khi các bạn xem được video clip này, bạn sẽ giúp được cho các bạn một điều gì đó. Hãy thực sự bình an lên các bạn ạ. Tất cả mọi thứ đều diễn ra, nó đều có lý do của nó cả.
và rồi nó cũng sẽ bình an thôi, và rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi. Và việc của chúng ta lúc này là hãy bình an đón nhận nó, và rồi chúng ta đi cùng nó, đến một lúc nó hết đi rồi thì chúng ta sẽ bình thản để bắt đầu trở lại. Được chưa ạ? Rồi, chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ và có những ngày tháng tiếp theo tràn đầy năng lượng mà chúng ta không bị mất năng lượng nhé. Nhớ hãy cho Mỹ Anh một like và một share nếu như bạn thấy hay, và đăng ký kênh YouTube của Mỹ Anh để được đón xem tiếp những video clip tiếp theo, giúp cho các bạn có thể có một công việc kinh doanh online ngay lúc này, hay là một trạng thái tâm lý thực sự thoải mái để chúng ta cùng nhau đồng hành với Corona. Chào tạm biệt.